với vai diễn chú ba trong vở kịch Mẹ Hát Trong, Huỳnh Lập lần thứ ba giành giải thưởng Mai Vàng cho hạng mục diễn viên hài được yêu thích nhất. Diễn viên, đạo diễn Huỳnh Lập tham dự lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 29 năm 2023 tổ chức tối ngày 18 tháng 1 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh trong trang phục áo dài truyền thống với thần sắc tươi tắn, năng lượng. Đảm nhiệm vai trò biên kịch, đạo diễn và vai diễn chú ba trong vở kịch Mẹ Hát Trong, năm nghệ sĩ nhận được hai đề cử tại hạng mục vở diễn sân khấu được yêu thích nhất và diễn viên hài được yêu thích nhất. Huỳnh Lập lọc vào top 2 diễn viên hài sau kè đến phút cuối cùng Lê Lộc. Nghệ sĩ nhân dân Việt Anh nhận xét cả hai diễn viên đều trẻ, tràn đầy năng lượng tỏa sáng và làm cho vai diễn của mình tươi tắn với gam cười thú vị. Nhà báo Linh Đoan cho rằng vai chú ba trong vở Mẹ Hát Trong chứng tỏ rằng ở cả ba vai trò tác giả, đạo diễn và diễn viên, Huỳnh Lập đều có thể tham gia. Với nhân vật chú ba, dù vào vai già nhưng Huỳnh Lập diễn chân thật. Anh khiến người ta thương con người chân thành, đam mê nghiệp tổ và dám sống chết để giữ gìn nghề hát. Nhà báo Hoàng Kim bày tỏ rằng nam diễn viên hết lòng với nghề, sau thời gian gắn với phim ảnh, game show, anh quay về với sân khấu kịch và làm nên tác phẩm đầy ấn tượng. Vai của anh gắn với số phận nên dễ làm khán giả khóc cười và thương nhân vật. Ở vòng bầu chọn cuối cùng, Huỳnh Lập được Hội đồng Nghệ thuật của Giải thưởng Mai Vàng công nhận với chiến thắng hạng mục diễn viên hài được yêu thích nhất. Chia sẻ ngay sau khi nhận Giải thưởng Mai Vàng 2023, Huỳnh Lập xúc động cho biết anh rất vui và hạnh phúc khi thấy tiếng cười mình mang đến cho khán giả vẫn còn hiệu quả và được khán giả yêu thương. Sau thành công của Mẹ Hát Trong, anh sẽ mang đến vở diễn Cậu Út Cậu Con Cúc phần 3 vào dịp cuối năm. Trở lại sân khấu sau hơn 5 năm vắng bóng, Huỳnh Lập đã tạo nên một dấu son trên hành trình nghệ thuật với vở diễn Mẹ Hát Trong. Sau hơn 8 tháng công diễn, vở diễn bán ra hơn 15.000 vé và trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội nhờ những màn tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả ngay trên sân khấu. Trước đó, nam nghệ sĩ từng giành giải Mai Vàng 2020 và Mai Vàng 2022 cũng ở hạng mục diễn viên hài được yêu thích nhất cho vai diễn trong các series Một Nén Nhang và Kẻ Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.